Người thứ ba. Em đi ra ngoài thì em quên điện thoại. Em quay về thì em vô phòng bắt gặp được là chồng em á, ngoại tình với bạn thân của em. Người thì nó run hết luôn. Nó hô lên nói hai người làm gì vậy? Thì ông chồng em á bay vô là tát em. Nó lấy dao đâm em mà em đỡ bây giờ còn giấu nữa. Cô ấy lại ghen ngược lại em đó. Ông ta mới đánh cô ta bạt tay. Thì cô ta mới quay qua là đập ông ta không được, quay qua đập mình luôn. Con nhỏ con gái của em á, lúc mình thấy đánh mẹ á, nó mới bay vô. Con đó nó đập luôn nhỏ con gái của em luôn. Đánh con của em á, em mới bay vô em tát nó mấy cái. Mày lấy chồng tao giống như tao lấy chồng mày vậy. Thì lúc đó nó mới bay sang đập ổng, tét đầu mày 6 mũi. Xin chào các bạn. Đây là chương trình Người thứ ba. Và hôm nay chúng tôi lại gặp một cô gái từ Bình Thuận xuống đúng không em? Dạ. Nhưng mà em ở Sài Gòn rồi. Dạ. Dạ. Thế câu chuyện của em là gì vậy? Dạ, câu chuyện của em bắt đầu từ hôn nhân và gia đình. Lúc ban đầu thì chúng em quen nhau vào một cái dịp mà của sinh nhật của một người bạn. Tụi em quen nhau. Cái lúc đó thì bạn trai là chồng em á, là sau khi buổi tiệc đó là chở em về nhà, rồi biết nhà em đó, thì ông lên xuống hoài. Từ đó là tụi em quen nhau tới khi tụi em đã quyết định kết hôn, thì sống với nhau được 21 năm rồi. 21 năm. Dạ. Lúc cưới là bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, lúc cưới là em 21 tuổi. 21 tuổi. Sống dạ. Nhau 21 năm. Dạ. Có được 4 người con. Dạ, hai trai hai gái. 21 năm sống với nhau thì tụi em có xảy ra nhiều cái mâu thuẫn và trong cái hôn nhân gia đình lắm. Em cũng áp lực rất là nhiều về công việc và về một người vợ, một người mẹ. Nhiều cái mâu thuẫn xảy ra, nhưng mà cái mâu thuẫn mà em nhớ nhất là không thể tha thứ được cho ông xã của em, là ông xã của em đã ngoại tình á. Nghĩa là ông ấy ngoại tình. Dạ. Cái sự ngoại tình ấy là lúc ấy có mấy đứa con rồi hả chị? Dạ là em có 4 con rồi đó. 4 con rồi mới ngoại tình. Dạ. Dạ. Thằng út của em được 1 tuổi rưỡi là ông ấy là có một người bên ngoài, là người đó là bạn thân của em luôn. Ta biết người ta lúc đó người ta nói em là hàng xóm á. Người ta nói là chồng của mày là với con đó là có cái gì đó khác là mình cứ suy nghĩ là không đâu. Bạn của tao là thương tao lắm, mà thân thiết với tao lắm. Dễ gì mà hai người đó có chuyện gì xảy ra, mình cứ tin tưởng vậy đó. Thì một ngày đó là em vô tình thôi. Em đi ra ngoài thì em quên điện thoại nhà rồi đó. Em xài 3 cái cùi bắp. Em mới đi tới số 7 rồi đó, em mới quay về. Em quay về thì vô tình là em thấy xe của bạn em là tới nhà em. Em mới nghĩ trong bụng, ủa xe của nó đây rồi, nó đâu ta? Thì em cứ nghĩ là nó lẩn quẩn đâu trên nhà trên thôi. Thì em mới đi thẳng vô phòng em lấy điện thoại. Thì em vô phòng em lấy điện thoại thì em mới bắt gặp được là hai người ngoại tình. Đó là lúc đó là em mới bỡ ngỡ. Như lúc đó con em mới đi học hết rồi, chỉ có hai người thôi. Có con bé Út, còn con bé thứ ba là ở nhà, tại nó học buổi chiều. Thành ra là lúc đó em mới bàng hoàng. Một hồi lâu khoảng 5-10 phút gì đó em mới thốt ra nói được là hai người làm gì vậy? Người thì nó run hết luôn. Mà cái gan em á là muốn bay vô đặng quánh nó hay là quánh hai người đó. Nhưng rồi lúc đó là em lại nói là hô lên nói hai người làm gì vậy? Thì ông chồng em á là mới đứng ra nói chứ có gì đâu, có gì đâu. Nhưng mà em thì nói là không thể nào mà chấp nhận được khi mà anh dắt gái về nhà mà đã đối xử với em như thế này được. Rồi hai đứa mình ly hôn đi. Thì khi em nói cái câu ly hôn đi á, là ông xã em bay vô là tát em. Nó đánh em nói là sao mà đòi ly hôn mà? Chắc ở ngoài mày có thằng nào. Lại là đổ ngược lại cho em là chắc mày có thằng nào nên mày mới đòi ly hôn với tao. Mà lúc đó thì em khóc. Em khóc thì ông đánh em nên em khóc đó. Mà cái tâm em là buồn dữ lắm. Thì con gái em á, là con bé thứ ba đó, ở nhà đó, nó mới nghe ba mẹ là đánh nhau vậy. Thì ở dưới phòng nó mới chạy lên. Chạy lên nói ba đánh mẹ, ba đánh mẹ. Tại sao mà ba với cô Văn lại quen nhau vậy? Là cái cô đó. Rồi là mình mới
con nhỏ con gái nó thấy ba đánh em đó, nó mới bay vô càng thôi, nhưng mà ba đánh nó luôn. Càng thì dạng như tát tay em á, thì con bé đứng đỡ đó, đỡ là cái mặt in nằm vô cái tay vô mặt luôn. Lúc đó là cái trận đó là cũng hơi lớn ngay ban đầu, thì em cũng hơi sốc. Lớp thì buồn, lớp thì chồng mình vậy, lớp thì bạn bè thân như vậy đó. Tự nhiên em có một cái cảm giác như là không còn tin tưởng ai trên đời này nữa. Thì lúc đó em mới điện cho mẹ chồng em. Thì mẹ chồng em chạy ra. Thì lúc mà la chồng em một đoạn đó thì con kia cũng ra xe cũng chạy về. Thì mẹ chồng em mới nói với em một câu, em cũng buồn, bây giờ em cũng còn nhớ lắm. Thì mày đi làm ăn, mày lo, mày làm quá, mày bỏ bê chồng con, đàn ông mà. Thì nó phải ra ngoài, nó phải giải tỏa tâm lý, thì nó tìm người khác thôi. Thì lúc đó em không biết nói gì hơn nữa. Em im, nói chung là buồn dữ lắm. Tại sao một thời gian đó là cách nhau là hơn một năm, là con em nó được 3 tuổi á, là thằng Út á, nó được 3 tuổi á, là em mới ký giấy ly hôn. Thì khi ly hôn được chưa tới 3 tháng đâu, thì mới phát hiện ra là thằng con Út của em á, là nó bị bệnh, ung thư máu. Lúc đó tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, thì chồng em mới đưa đi vô xét nghiệm thì bị ung thư máu. Lúc đó ông mới điện cho em là thời gian đó hai vợ chồng mới gặp lại nhau đó, là anh biết lúc mà trên bệnh viện đó, thì ông mới điện cho em đó, thì con bệnh mà, điện cho mình lên để báo cáo là con bệnh này kia. Nhưng mà như vậy là đứa bé đó ở với ông ấy à? Dạ, lúc ly hôn thì ở với ông. Mấy đứa ở với ông ấy à? Dạ, hai đứa ở với ông, hai đứa ở với em. Hai đứa nhỏ ở với ông? Dạ. Hai đứa lớn lại ở với em? Không, đứa nhỏ với lại đứa kế là ở với ông. Còn đứa lớn với đứa anh của thằng Út là ở với em, là tại Sài Gòn. Rồi thành ra là khi ở bệnh viện là em mới gặp chồng em tại đó để lo cái việc mà điều trị cho con em. Thì lúc đó bà vợ của ổng là ở dưới quê đó, là mới điện cho ổng bằng video đó, là mới nói là ông vô Sài Gòn ông chăm con, đưa con đi khám bệnh gì, ông gặp bả để ông hẹn hò thì có. Thì lúc đó là quay ngược sang lại là ghen ngược lại em. Rồi cái ổng mới nói là bà không tin thì bà cứ đón xe vô đây. Rồi không ngờ là sáng ngày mai là cô ấy là đón xe vô tận bệnh viện. Nghĩa là sau khi em ly dị thì cái ông chồng em với cô đã có cưới nhau? Không có cưới nhau, chỉ ở vậy nhưng thôi. Nhưng mà ở, rồi. Dạ. Rồi mới vô bệnh viện lại là đánh ghen thêm một trận nữa. Cái gạn đánh ghen là cái cô ấy lại ghen ngược lại em đó. Ghen ngược lại em là ông chồng em là đi vô bệnh viện là lúc đó là thì con bệnh thì phải gọi cho mẹ chứ. Nhưng mà bà ấy suy nghĩ là gặp lại người xưa đó anh. Thì ở bệnh viện là có em nè, ông chồng em được có cô ta luôn. Rồi có con bé gái con của em nữa. Tại bệnh viện thì rất là ồn ào, mà tới bây giờ gặp bác sĩ em cũng còn ngại ngùng dữ lắm. Thì chính bác sĩ cũng chứng kiến cái trận đó, là cô ta là nói là anh chồng của em á, vô đây để gặp em, chứ không phải là vô để mà con bệnh là vô. Thì lúc đó ông ta là cái tánh ông ta vũ phu á, ông ta mới đánh cô ta bạt tay. Thì cô ta mới quay qua là đập ông ta không được, cứ quay qua đập mình luôn. Mình can á, cái quay qua đập mình luôn. Con nhỏ con gái của em á, nó mới lúc mình thấy đánh mẹ á, nó mới bay vô nó can, nó không có dám đánh đâu. Con đó nó đập luôn nhỏ con gái của em luôn. Em không có đánh trả, mà tới khi mà nó thấy em thấy đánh con của em á, em mới bay vô em tát nó mấy cái. Là tại sao con nít mà em lại đi đánh nó? Mày lấy chồng tao giống như tao lấy chồng mày vậy. Là em có nói câu đó. Thì lúc đó nó mới bay sang đập ổng, tét đầu mày 6 mũi. Nói chung là cái câu chuyện của em á, nó có nhiều cái mâu thuẫn giữa em và bạn em với chồng em. Nói về đánh nhau thì cũng mấy trận đó, nhưng mà cái trận mà
hai cái trận đó là em nhớ nhất. Em nhớ nhất, em không có thể nào mà quên được, là tại ở nhà em đó, là đánh ngay tại nhà em, là bắt gặp hai người là trong phòng của em vậy. Nó lấy em mà em đỡ bây giờ còn giấu nữa. Là tại nhà em là một trận đó là rất là lớn, rồi tại bệnh viện nữa là hai cái trận đó là em không thể nào em quên được. Còn nói về mà đánh nhau mà lặt vặt mà đánh ghen á, thì ngoài ra là ở ngoài đường ngoài xá rất là nhiều. Kiểu như chồng em hẹn uống cà phê thôi, rồi nó cũng đánh ghen ở ngoài đường đó. Là hai người cũng đánh nhau thì em lại thấy điểm đi. Trời ơi, em vợ lớn mà giống như là em là nạn nhân đó, mà giống như là em bị tội hay gì á, lúc này em cũng chịu trận hết á. Nghĩa là cái chuyện của chị là như thế này: có chồng, xong là bắt gặp chồng ngoại tình với bạn thân của mình, rồi là bị chồng đánh, rồi ly dị. Ly dị sau đó con bệnh, hai người gặp lại nhau. Thì yeah, cái cô mà ở với lại chồng mình, gọi là vợ nhưng không cưới, lại yeah, đánh mình lần nữa ở trong bệnh viện. Đấy là hết chuyện, có đúng không? Còn gì nữa không ạ? Còn nhiều, nhiều cái lắm. Mà em còn nhớ hai cái đó là hai cái trận mà em không có thể nào mà bỏ qua được. Còn mà đánh ghen hay là chửi bới em nhiều câu, em in trong lòng lắm. Không phải riêng gì cô ta chửi em vì ghen với ông chồng em, mà kể cả chồng em cũng vậy. Sống với em hơn 20 năm rồi mà nói bỏ là bỏ. Tuy rằng ông ấy là có cái tánh là trăng hoa, nay cô này mai cô kia, nhưng mà không có bao giờ mà đòi ly hôn, mà lại quen cái cô này là bạn thân của em thì lại đòi ly hôn với em. Mà chính anh ta cũng là người chủ động đánh em trong nhiều trận lúc quen cô ta. Nhưng mà bây giờ chị ly dị rồi đúng không? Dạ, em đã ly dị rồi. Và anh ấy làm nghề gì vậy? Anh làm tài xế, chạy xe cho người này người kia rồi. Anh ấy nói chung thu nhập có cao không ạ? Dạ, nói chung là tầm trên 10 triệu hàng tháng. Cái 10 triệu thì cũng trung bình thôi mà. Dạ, đủ để lo cho gia đình. Như hồi xưa thì lúc đó em ở nhà em cũng đi buôn đi bán đó. Em đi buôn thanh long á, thì cũng làm được ra tiền. Nên là chồng có thu nhập như vậy thì cũng chi phí được cho mấy đứa con. 21 năm ở với chồng, bây giờ thấy mình sai. Em cũng nghĩ là em dại. Kinh khủng nhất của em là không biết quý trọng cái cuộc đời mình. Nghĩa là như thế này, chị ly hôn 3 năm rồi, đúng không? Dạ. Và có với một người chồng có 4 đứa con. Nhưng mà trước đấy cái sự bạo hành thì nó gọi là nho nhỏ. Tất nhiên nó không nhỏ đâu, nhưng thôi mình cứ dùng là so với cái to thì nó nhỏ. Thì rất là nhiều, có đúng không ạ? Dạ, rất thế là nhiều. Tại sao, chị nói thật nhé, tại sao chị lại chịu cái đó lâu như vậy, và cho đến tận 4 đứa con như vậy? Cái lý do gì chị chịu đựng cái điều đấy? Dạ, ở dưới quê em ai cũng nói là mày ly hôn đi, mày bỏ đi, gặp tao mà quánh tao chừng một lần thôi là tao đã bỏ rồi, chứ đừng có nói mà năm nào nó cũng có bồ như vậy. Chồng em có cái tính chăn hoa lắm, thành ra đi ra ngoài là cứ có gái, mà kể cả là đi bia ôm nữa. Cái là vừa chăn hoa, dạ, vừa vũ phu, dạ. Thế thì xin hỏi là, mà em không biết sao, tại sao lại em ở đến tận 21 năm mà có 4 đứa con? Bắt đầu từ năm thứ mấy, đứa con thứ mấy thì em phát hiện ra ông có tính đó? Từ lúc đầu là bé lớn á, là nó lúc được 2 tuổi rưỡi là em đã biết chồng em là có cái tánh chăn hoa rồi. Ừ, thế thì tại sao em sống tiếp tục bao nhiêu năm nữa? Em cũng chẳng biết trong người em nó như thế nào. Em không biết á, thì làm sao ai biết được? Nhưng mà ai cũng nói là mày thương nó quá, hay là mày nợ nó gì đó. Là em cứ dây dưa mãi, cho tới khi mà em được 4 đứa con, là cứ ông ta là cứ có bồ xong rồi về, là khi ông ta bỏ con đó là bắt đầu về lại năn nỉ em, là xin lỗi, là em lại tha thứ, em dễ thế tha giờ thứ. Em ngồi đây em tự khóc cho cái cuộc đời mình á. Bây giờ em hãy trả lời anh cái câu là tại sao phải sống đến 21 năm mà tại sao có 4 đứa con. Em trả lời câu ấy đã. Em là em cứ suy nghĩ là thôi sống vì con đi. Nên lúc nào em cứ suy nghĩ là sống vì con, vì gia đình. Nhưng mà sống vì con, vì gia đình. Nhưng mà con nó sống trong một cái gia đình mà bố mẹ đánh nhau và bố chăn hoa như vậy, thì cái đứa con ấy có tốt đẹp không? Con em thì nó còn nhỏ, nó không biết là nó suy nghĩ sao. Không, trẻ con nó không nhỏ đâu. Chỉ cần 5-6 tuổi là nó nhận thức ra cái gọi là cái sự bố mẹ không hòa thuận. Nó nhận thức sớm lắm.
nó không biết nguyên nhân nhưng mà nó nhận thức rất là sớm. Thì vấn đề là bây giờ từ nãy giờ nghe em kể khổ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ hỏi cái câu là lý do gì em phải chịu cái khổ đấy? Cái lý do của em nó đơn giản, lúc này cũng suy nghĩ là thôi kệ nó, mình sống vì con đi. Bây giờ mình mà ly hôn ra thì con nó sẽ là người khổ nhất, nó sẽ không có cha không có mẹ. Nếu nó ở với mẹ thì nó sẽ mất ba, mà nó ở với ba thì nó không được tình thương của mẹ. Cho nên lúc nào em cũng suy nghĩ là ráng chịu. Thế cái suy nghĩ đấy thì em thấy là bây giờ là đúng hay sai? Là em sai. Em sai cái chỗ mà cứ tha thứ hoài đó, là người đàn ông người ta sẽ tiếp tục. Và người ta sẽ suy nghĩ là vợ tao không dễ lắm, người ta đi chơi tí rồi về xin lỗi nó là anh sẽ tha thôi. Đó là cái suy nghĩ của em á, là hồi xưa em rất là nông cạn ấy. Em cứ nghĩ thôi kệ nó, ráng chịu đựng đi. Rồi ông ta đi chơi rồi ông ta cũng quay về với gia đình à. Lỗi con, năm nay bao nhiêu tuổi em có nói được không? Em năm nay 43. 21 năm ở với chồng, bây giờ thấy mình sai, 43 tuổi thì em thấy có trễ quá không? Đối với em thì em thấy không có trễ, tại vì cái sức chịu đựng của em á là vì gia đình. Cái câu đấy nghe nó rất là nhân văn và nó rất là thương người phụ nữ, nhưng mà cũng chán lắm rồi, anh phải dùng từ chán á. Dạ. Bởi vì rằng là một số người sẽ bảo rằng như thế là rất là hay, bởi vì người phụ nữ họ hy sinh cho con. Nhưng mà thật ra cái sự hy sinh đó đâu có, thậm chí còn hại cho đứa bé nữa. Bởi vì nếu mà đứa bé nó lớn trên trong một cái gia đình mà cha mẹ như vậy thì nó càng lớn lên và cái sự đấy càng tăng lên nữa, thì cái độc hại trong đời nó còn rất nặng chứ đâu có nhẹ đâu. Cho nên là nếu mà nói về vì con cái thì cũng không đúng, mà vì gia đình cũng không đúng luôn. Yeah. Bởi vì gia đình có nghĩa là hai vợ chồng mà. Bây giờ người ta không cần mình mà mình cứ níu, mình cứ chịu đựng mãi, cái đấy cũng không, anh không thấy vì gia đình mà anh cũng không thấy vì con cái. Mà ở đây nếu mà dùng một cái từ chính xác ấy, về cái cách cư xử của em ấy, thì chỉ có thể dùng một cái từ là thứ nhất là dốt, thứ hai ấy, thôi thứ hai cũng là dốt luôn. Em cũng nghĩ là em dại, tại vì ai cũng nói em vậy đó, ai cũng nói mày không, ngu á. Kinh khủng nhất của em là không biết quý trọng cái cuộc đời mình, tưởng rằng cái sự chịu đựng ấy nó có lợi cho con cái mà không hề biết rằng nó có hại kinh khủng. Một cái đứa con nó sống lên trong một cái gia đình như vậy ấy, nó sẽ mang những cái nhận thức rất xấu về cuộc đời, rồi sau đó nó cư xử, nó có người yêu, nó có vợ có chồng, nó có thể có cái sự rất là xấu. Cho nên vừa không nghĩ đến mình, vừa không nghĩ đến con, nhưng mà lại mở miệng ra thì nói rằng là mình nghĩ đến gia đình và mình nghĩ đến con, nghĩa là sai, là sai 100% luôn. Dạ. Bởi vậy lúc em ly hôn ai cũng nói là mày giải thoát được rồi, tại vì tao thấy mày quá khổ đi, mà sao mày cứ chịu đựng hoài vậy. Ai cũng xúi em kể cả, mà bố mẹ thì không bao giờ mà bảo con là ly hôn, nhưng mà bố em nói là mày ký giấy ly dị đi, cho đi đâu đi, mày thương yêu gì cái thằng đó. Mà mình thì mình cứ suy nghĩ, em dại đó, em cứ suy nghĩ là thôi ông ấy đi thì vài bữa ông ấy cũng về, mình cứ chịu đựng đi, chứ bây giờ ly hôn ra thì con cái nó sẽ khổ. Cứ vậy mà em nghĩ là cái cuộc của em là nó em tưởng là sống như vậy thì con cái nó sướng à? Dạ. Em cứ dùng cái câu là ly hôn đi con cái nó khổ, thế con cái nó chứng kiến cha mẹ đánh nhau thì nó hạnh phúc ở cái gì, nó sướng ở cái gì? Bởi vì sau khi ly hôn là em thấy là mình giải quyết ổng rồi, mình thấy cuộc đời mình nó thoải mái, nó không có còn một cái gì gọi là tăm tối nữa. Mà em sống với ông ta 20 mấy năm, cuộc đời em nó tăm tối cái chỗ mà cứ lẩn quẩn lần quần ba cái câu chuyện yêu thương của ông ấy. Em dùng một cái từ rất chính xác là từ tăm tối. Nhưng chỉ tiếc rằng là để đến 40 mấy tuổi mới nhận ra cái điều đấy. Trời ơi là dạ, trời. Thời gian nó quá dài đối với em luôn. Nó quá dài, nó thật ra là nó 2/3 cuộc đời rồi còn đâu nữa. Tức là tức cái đó thôi. Sao mà có thể chịu đựng đến như thế, mà sao lại có thể làm là mang một cái lý luận mà quái đản đến như thế. Vì gia đình, vì con cái, gia đình thì nát bét, đánh nhau, con cái thì nó lớn lên trong cái cảnh bố mẹ bạo hành, mà cứ mở mồm ra là vì gia đình, vì con cái. Dạ. Đánh em mình nhập viện luôn đó. Mình bị đánh cho đến nhập viện luôn mà mình vẫn vì gia đình, vì con cái. Mà thật ra mà nói, những cái trường hợp này tại sao mà nó nhiều như thế ở trời, mà cái người phụ nữ cứ chịu đựng suốt cái như vậy. Hồi lúc đó em cứ suy nghĩ vậy đó, nên bây giờ em cứ là mình sai, đáng lý ra mình phải là ký giấy ly hôn ngay từ đầu, mà cứ chịu đựng mãi. Cái ngày mà mình bị đánh mà nhập viện mà bác sĩ mà còn không cho ông vô, lúc đó ông lại vô, ông quỳ dưới chân bố mẹ em. Cho nên là em thấy là em không có sáng suốt ngay cái chỗ mà hôn nhân của em tự cho em đi vô cái con đường tối, chứ em có đưa em được ra con đường sáng. Thật ra mà nói là cái này
có thể nhầm lẫn trong hôn nhân, nhưng mà tại sao lại nhầm lẫn đến 20 mấy năm? Cái đấy mới khủng khiếp đấy. Cái chỗ đó 20 mấy năm chịu đựng, 20 mấy năm sống trong gia đình, một cái gia đình tâm tôi. Thế bây giờ anh hỏi em nhé, em thì rất đáng thương thật, nhưng mà nếu mà đứng vào mặt lý á, thì em có đáng thương không? Phải nói là em đáng trách nhiều hơn quá nhiều luôn á. Thế em thử tưởng tượng em có con gái đúng không? Dạ. Thế nếu như con gái em sau này nó lấy chồng, rồi chồng nó đánh nó ngoại tình, đến năm 40 mấy tuổi nó mới bỏ chồng, thì lúc em nói là mày ngu hay là em nói là mày đáng thương? Mày ngu, em sẽ nói như vậy. Cái con gì nữa? Bố mẹ em cũng nói với em như vậy. Cái từ ngu là cái từ phải nói rằng thứ nhất nó rất nặng, thứ hai là rất là không nên nói trong những cái chương trình có tính văn hóa, và thứ ba nữa là không nên nói với các phụ nữ. Dạ. Nhưng mà không, nếu mà không tìm được từ gì khác thì thôi phải dùng từ đấy thôi. Chứ giờ làm sao bây giờ? Mà khi mà ly hôn ra em mới tỉnh ngộ được là em ngu. Đáng lý ra là em phải ly hôn sớm không? Chứ không để tới 4 đứa con. Đó, bây giờ công việc thì vất vả, mà nuôi con nó cũng khó khăn như ngày xưa, nó khác. Em cứ chịu đựng như vậy là sai. Em sai chỗ là em tự đưa mình vô cái đường tối không được ra. Đúng là như thế. Dạ. Đúng là thế này này. Chương trình Người Thứ Ba đó là có những chương trình mà người ta có một cái suy nghĩ gì đấy và người ta không biết nên làm như thế nào á, thì chương trình thì sau khi gặp ấy, cũng có thể người ta rút ra được cái gì đó. Nhưng mà cái loại, nhưng mà cũng có cái thứ chương trình như em ấy, nghĩa là người ta cảm thấy là người ta một cái sai lầm khủng khiếp không còn sửa chữa được, và người ta đến đây người ta chỉ còn khóc với cái điều ấy thôi, chứ còn bây giờ sửa chữa cái gì nữa, đúng không? Nói cho ngay, 4 đứa con thì 40 mấy tuổi mà tất cả tài sản cũng không nhiều, đúng không? Dạ. Thì anh không dám nói là từ nay trở đi cho đến lúc chết là cuộc đời em nó toàn là khổ, anh cũng không thể nói như vậy được. Nó cũng nhẹ nhõm hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng mà nói cho đến cùng á thì cũng buồn lắm, bởi vì rằng là cái cơ hội làm lại nó rất khó, đúng không? Dạ. Chứ em gọi là hạnh phúc thì không có đâu. Mình phải nói thật lòng là như thế. Mình thanh thản, nhưng mà thanh thản và hạnh phúc là hai cái nó khác nhau. Thì bây giờ thôi thì ít nhất là mình nhẹ nhõm, mình không bị ai đánh đập, mình không bị nặng đầu. Dạ, đúng. Nhưng mà cứ mình, nếu mà cứ đêm nằm mình nghĩ lại đời mình thì mình sẽ cay đắng kinh khủng. Cái đó thì thật ra một cái đau đớn mà thấy đáng tiếc kinh khiếp lên được. Mà tại sao lại để đến cái mức độ này? Vậy đó, mà anh biết không, lúc mà mới ly hôn em cũng vẫn còn thương tiếc ông ta đó. Cho tới khi mà sau 1 năm rồi em mới hết được cái nỗi nguôi ngoai đó, là em mới suy nghĩ rằng tại sao mình không ly hôn sớm hơn. Đáng lý ra mình phải là ly hôn sớm từ lúc đầu mà mình mới đẻ 1-2 đứa kìa, chứ không phải đến bây giờ. Tình thương với anh ta, rồi cái suy nghĩ của em là tin tưởng bạn bè, rồi lại là có suy nghĩ là hy sinh vì gia đình. Cho nên là bây giờ em cứ nói với các bạn phụ nữ là, thứ nhất đừng có tin bạn, thứ hai nữa phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Đừng có suy nghĩ là hy sinh vì gia đình đi rồi một ngày nào đó anh ta sẽ quay đầu, giống như em là nó sẽ tăm tối. Đúng, cái chương trình này chỉ là một chương trình một người phụ nữ đã kể cái nỗi khổ của mình và khuyên các mọi người là đừng theo gương cô đấy. Đấy là một cái lòng mong muốn rất là chân thành. Nhưng mà chỉ tiếc rằng là cô ấy chậm quá, mà không phải là đến nỗi tuyệt vọng. 41 tuổi, 40 mấy tuổi thì cũng chưa đến nỗi gì đâu, nhưng mà phải 4 đứa con, 40 mấy tuổi. Rồi em đang làm nghề gì ạ? Dạ hiện bây giờ thì em ở Sài Gòn là em chạy Grab. Chạy xe Grab á? Dạ. Phụ nữ mà chạy Grab á? Dạ, dạ. Em ở nhà trọ à? Dạ em ở trọ. Một người phụ nữ chạy Grab ở nhà trọ nuôi 2 đứa bé. 2 đứa bé lần được bao nhiêu tuổi ạ? Dạ bé thứ ba là 16 tuổi ở với em, và bé Út, bé Út là bị bệnh đó, là ở với em. Tại vì em chọn công việc Grab á, là những lúc con em nó lên bệnh viện nó vô thuốc á, thì em lại tắt máy em được nghỉ. Chứ còn em mà làm công ty thì em nghỉ hoài gì thì thế nào cũng bị đuổi việc thôi. Đó là em đang sống với 1 đứa bé thôi thì. Dạ hai đứa. Hai bé. Còn 2 bé là ở dưới quê. 2 bé ở quê hay là ở với ông ấy? Dạ không, ở dưới nội. À, gọi là ông ấy cũng gửi nhà nội thôi. Dạ. Chứ ông ấy cũng không nuôi. Dạ. Nhưng mà cũng có chu cấp cho 2 đứa ở dưới quê để đi học. Thì biết rồi, ông chu cấp trong cái khuôn khổ đồng lương của ông thôi, đúng không? Cũng 10 mấy triệu. Dạ. Ông làm tài xế mà. Sau này đó là lúc bây giờ em mới rút ra được cái kinh nghiệm, nhưng mà nó quá muộn đối với em rồi. Và đối với tất cả các phụ nữ bây giờ là rất là muộn. Cho nên các bạn mới đừng có nghĩ như em, hãy nghĩ thoáng một xíu và phải biết yêu thương bản thân mình. Ông ta không được thì mình nuôi con, nuôi ngay lúc đầu từ 1 đứa đi,
thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đến em bây giờ thì nói chung công việc và kể cả tinh thần bị áp lực nhiều. Thì bây giờ em cứ cố gắng là sẽ lo cho con của em nó xong to thuốc và nó ổn thì em thoải mái là thoải mái. Bây giờ là không có phải bị đánh đập, không có phải bị cái đầu mình suy nghĩ là ông ta đi đâu gì trời, đi từ 2 bây giờ sáng tới giờ chưa về. Đó, nên là mình được thoải mái cái đó, không phải suy nghĩ về ông ấy nữa. Xưa nay anh hay có cái tiếng này này, khi gặp một cô gái mà kể ra gia đình trục trặc ấy, muốn ly dị ấy, thì anh luôn luôn có hai cái tính. Tính thứ nhất, nếu mà cô ấy còn trẻ và chưa có con ấy, anh hay nói ly dị ngay đi. Bởi vì anh nghĩ rằng là thường là nó sẽ nặng nề hơn. Cho nên là ly dị ngay trong khi chưa có con cái, khi còn trẻ thì còn kịp làm lại cuộc đời. Thậm chí có thể làm lại cuộc đời rất tốt hơn và có thể quên hẳn cái cũ. Nhưng mà khi mà người phụ nữ mà đã có con rồi ạ, thì anh lại hỏi rất là kỹ là ly dị sống bằng cái gì và phải cân nhắc. Bởi vì lúc ấy còn con còn cái nữa, chứ anh không phải là cứ thế mà vợ chồng chung gây lộn hay cái gì là anh bảo là ly dị đâu. Mình cũng không có điên như vậy. Nhưng mà ý của anh là thế này này, là nếu mình còn cơ hội làm lại thì mình phải tận dụng nó ngay lập tức. Cái sai lầm vĩ đại của em ấy, tại sao lại để đến 4 đứa con và tại sao để đến 40 mấy tuổi, cái đó là cái thôi. Cái đây em cũng đã nói đi nói lại rồi, em nói rằng là em rất hối hận vì cái chuyện trễ đó. Và em muốn là những người phụ nữ mà xem cái chương trình này ấy, là phải đừng rút giống ra cái kinh nghiệm và yêu thương bản thân mình. Đừng giống như em. Đừng có giống như em. Một câu chuyện rất là buồn, em hiểu không? Và những cái lời khuyên trong trường hợp này thì rất là dễ, bởi vì nó quá đơn giản và nó quá cụ thể. Nó không có gì để tranh luận ở đây hết á. Bởi em cũng đã ly dị rồi còn đâu, đúng không? Nhưng mà đây cũng chỉ là một trong những một cái giọt nước để nói về cái biển của những con người chịu đựng á. Về hậu quả là gì? Hậu quả đó là sau này hối hận mà không còn cơ hội nữa. Hoặc là cơ hội nó còn rất nhỏ đó, rất là tiếc. Đây là một cái người phụ nữ mà phải nói là tôi không dám nói là điển hình của bất hạnh, nhưng mà quá bất hạnh. 4 đứa con, trong đó một đứa bị bệnh, rồi bây giờ đang chạy gáp, đang ở nhà trọ, rồi ở một cái tuổi mà rất khó tìm hạnh phúc mới, chỉ vì một cái sự chịu đựng, chỉ vì một cái câu nói là vì con, vì gia đình. Nhưng thật ra thì không phải thế. Em có muốn bật đèn lên không? Để cho người ta thấy mặt không hay là không? Dạ sao cũng được á. Thôi nếu mà sao cũng được thì có lẽ không nên. Bởi vì sau này nhỡ thấy mặt rồi có những cái sau này. Bởi vì em chưa biết thế nào là mạng xã hội đâu. Lên thì có những người nói vào đối vào á, thì em nếu em cương quyết mở thì bọn anh đồng ý. Nhưng còn nếu em sao cũng được thì bọn anh sẽ không mở. Có những cái nên để nó yên đi. Cảm ơn em rất nhiều về đã tham gia chương trình. Và cảm ơn em rất nhiều về cái câu nói rằng là các bạn gái hãy nhìn vào tôi và hãy yêu thương mình. Và hãy biết dũng cảm, quyết đoán khi còn trẻ, đừng có để trễ. Mặc dù điều này không hề mới, nhưng cứ thêm một lần thì cũng còn thêm tác dụng. Cảm ơn em rất là nhiều. Thưa các bạn, chương trình Người Thứ Ba hôm nay đến đây là hết. Hôm nay đúng là một câu chuyện rất là buồn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.